sắc nó rất là dày luôn. Đây, đây các bạn. Cực kỳ dày. Dày như thế này ăn nó mới đã. Hello, chào bạn. Thì mời các bạn ăn cơm với chuồng ram mắc kháng với mình các bạn. Đó. cái này là cái chuồng mình ram. Mình ram với hạt dỏi với mắc kháng á. Chung là cái hũ này nè, mình mua trên shop TikTok á. Thì giờ cái nước này thì mình sẽ cái này là muối ớt các bạn. Muối ớt mình sẽ bỏ cái hạt dỏi với mắc kháng vô. Cái này là muối mắc kháng. Bỏ vô một ít nặng tới tắt vô. Trời ơi. Chua. Nặng xong cái mình sẽ trộn cái này lên cho nó sệt như thế này. Cho nó đều cái vỏ với mắc kháng. Nói chung là cái này, cái này mình mua về được để mình ăn thôi chứ mình không có quảng cáo các bạn. Quá ngon. Cái này là cái nước mắm mắm mặn. Pha cho nó lạt lạt. Cái nước mắm này mình chan vô cơm. Đó, mình như là xuồng á, xuồng ram. Cúp xương, xuồng ram. Ôi da. Đó. Rồi. Quá ngon. Mời bạn coi mình luôn. Miếng xương mình ram nè, cực kỳ ngon nha các bạn. Mời các bạn luôn nha. Chấm vô trong cái chấm chéo, muối chấm chéo. Đấy. Chấm chéo giỏi mắc khén. Rồi, mời các bạn luôn nha. Chan cái nước dầu lên cơm luôn. Nếu ai ăn béo thì cứ chan vô, nó sẽ càng ngon. Có người thì thích ăn béo, người thì không. Quá đã. Cái này mình mua thịt về mình chắc các bạn, chắc nó về cui như thế này nè. Quá đã. Thơm hơn hạt dỏi với mắc kháng. Chấm với hạt dỏi mắc kháng nữa. Cực kỳ ngon luôn. Mỗi thì các bạn khá là lòng các bạn. Mới làm muối nè, mình bỏ vô. Hay là mới làm thịt á, mình sẽ lấy miếng mình ốp vô à, thì nó rất là lòng. Mỗi người rất là dày, rất là cứng các bạn. Mình ép lên nè. Nói chung là không dưỡng được. Mm.
mình chan cái nước này vô ăn rất ngon. Quá đã. Chắc nó rất là dày luôn. Đây, đây các bạn. Cực kỳ dày. Dày như thế này ăn nó mới đã. Miếng dưa leo nó rất là giòn. Cái này là cái ngay chân sống đó nè. Cái thịt nó kéo sợi cái sợi nè. Quá ngon.
Hai miếng, lần hai miếng rất to à. Còn miếng này cũng rất là to. Ây da, ui da. Rồi, cháu có thể mình ăn hết nấu à. No à. Cả mùa bán dĩa cơm thiệt nhiều. Quá no à. Cảm ơn. Nó vừa mình chấm cái muối này cũng cực kỳ ngon. Cũng cả cà luôn. Nói chung bữa nay bỏ mứa à. No à. Ăn hay nấu à. Ba miếng thịt thịt chả báo luôn. Ba miếng thịt chà bá luôn, ăn hai miếng còn một miếng ăn hết nấu à, no à, quá rồi, làm miếng gì nữa, rồi, rồi thì nói chung là làm kênh mình, kênh hay trong vlog mình cũng không có gì đặc biệt và thú vị để làm cho các bạn xem nhiều, đó, thì cũng nói chung là cũng có cái gì để mình làm. Có cái gì để mình chia sẻ lên cái đó để cho các bạn xem. Rồi các bạn xem nhớ xem vui vẻ nha. Và các bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ mình để mình có lực làm nhiều những cái clip nữa cho các bạn xem. Bây giờ thì mình xin chào các bạn và hẹn các bạn lại những clip tiếp theo. Bye bye.